Sự hối hận muộn màng. Bà chủ ơi, cho thêm ít lạc rang đi, thêm ấm trà nữa, thêm ba cốc bia nữa nha. À, dạ vâng vâng, có ngay đây. Nào, vô, vô. Cạn ly đi anh em. Muốn thoải mái, hôm nay anh khao. Phải thế chứ, anh Lộc là lúc nào cũng lọc lá, để các em cùng hưởng mà. Đúng, anh là không bao giờ quên các anh em ở đây đâu. Cạn ly nào. 1, 2, 3, vô. Nhất anh nha, quả này đúng là trời thương, trúng đậm. Đúng là lộc thật. Từ nay phải đổi tên thành Lộc Phát, Lộc đại gia thôi. Anh đúng là may mắn nhất trong số những người may mắn đấy. Anh xem tất cả bao nhiêu người ở đây, có ai được cái may như anh đâu. Quả là trời thương, nhưng người ta còn ăn nhau ở chỗ biết tính toán nữa. Đâu thể cứ nói một từ may là được. Tao á, tao thấy cái xe bị tai nạn biển số 61, tao đánh luôn. Thế là... chứ giờ chỉ biết ngồi đợi may mắn thì đến bao giờ, phải không nào? phải quá đi chứ. Vô nào anh em, chúc mừng. Hãy uống cho thật đã, không sai không về. Nâng cốc đi nào anh em ơi. Đi. Xem nào, tin tức hôm nay có gì hot nào. Suốt ngày cứ cắm cổ vào sách với chả báo. Chú nhìn chữ thế mà không thấy chóng mặt à? Anh đây chỉ nhìn chú đọc thôi mà đã đủ đau đầu rồi đây nè. Cắm mặt vào báo như thế thì làm sao mà giàu được. Tốt nhất là chú nên dẹp hết chỗ này đi, chỉ toàn là rác rưởi mà thôi. Muốn làm giàu thì phải nghe lời anh. Anh làm gì thế? Đồ của em thì ít ra anh phải tôn trọng em chứ. Còn làm cái gì nữa? Anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, cứ lóc cóc mấy cái đồng lương công chức thì bao giờ mới khấm khá lên được. Đã thế đi làm về lại cứ chúi đầu vào cái đống sách báo này, tìm tòi với chả nghiên cứu, trông hãm lắm. Theo anh mà học làm ăn mới mong có ngày khá lên được. Anh chỉ là muốn tốt cho chú, còn chú thì cứ cáo kỉnh với anh, thật là chả ra làm sao hết. Anh mới là người cần phải xem xét lại bản thân mình đấy. Anh làm ăn kiểu gì? Chứ làm ăn đề đớm như anh thì em không học đâu. Rồi có ngày ra đê đấy. Đã không làm được gì tốt thì đừng ngăn cản người khác làm điều đúng đắn. Em thật sự chả hiểu sao anh lại khuyên em đề đớm bể rạc như anh được. Nè, anh nói cho chú mày mở mắt ra. Chú mày cứ chê đề với đớm đi, nhưng có học cũng không dễ đâu. Nghệ thuật cả đấy. Chú mày cứ nhìn mà xem, đã bao giờ lương tháng chú mày được bằng con đề vừa rồi của anh không? Cứ tưởng cắm mặt vào làm mà đã tốt à? Dạy hết chỗ nói. Nhìn anh mày đây này. Mày không thấy cả cái làng này chỉ có anh mày có xe máy nổ phành phạch, điện thoại di động mới cứng à? Còn chú mày tính xem lương chú mày ăn còn chả đủ, thế mà anh chỉ cách hay cho lại còn kêu căng. Anh còn lấy làm tự hào lắm à? Đồng tiền muốn có là phải bỏ sức lao động ra, chứ như anh làm ăn cái kiểu ấy em không thích. Anh cũng nên bỏ cái thói đệ đớm đi. Mấy cái thói đấy chả bao giờ có cái kết tử tế đâu. Đừng tưởng giờ có một chút mà hên hoang được. Rõ ngu, thân lừa mà. Anh mày nói không nghe, còn đòi giải khôn anh mày à? Để rồi xem nha, anh với mày ai hơn ai. Ê, đại ca, hôm nay có số nào hay hay mách bọn em chơi với, cho em xịt ít lọc của anh đi. Chứ cả tuần nay em ngày nào cũng xịt rồi, chán quá cơ. Cứ thế này thì chết dở. Đại ca nhất định phải cứu em. Trình chú mày đúng là còn non và xanh lắm. Nghe nè, đêm qua anh nằm mơ. Anh mày đã mơ thì khỏi phải nói nha, chỉ có chuẩn. Hôm nay anh vô một mé lớn, thắng quả này thì khỏi bàn luôn, lên đời ô tô là cái chắc. Thế nên riêng hôm nay anh bao hết các dây rồi. Chú mày cứ đợi lọc của anh là được, không phải nhọc công tính toán nữa làm cái gì. Ui hay quá đi, cho bọn em theo với anh ơi. Chuyến này anh trúng số á, đừng có quên bọn em nha. Bọn em trông chờ anh cả đấy. Được, ngồi chờ lát có kết quả. Tối nay anh lại cho các chú một bữa bét nhẹ luôn. Sang quán bà Tám đặt sẵn bàn đi, hôm nay không sai không về, được chưa nào? Tuyệt vời, nhất anh, tuyệt vời.
Tính toán chuẩn thế rồi, sao lại trượt liên tục chứ? Chắc mình bị ám rồi, chứ làm sao mà sai được. Không, không thể cứ thua mãi thế này được. Nhất định ngày mai mình phải gỡ bằng được thì thôi. Nhẵn túi rồi. Nè, rút thôi. Đại ca, nhà em có việc gấp, em xin phép về trước nha. Đại ca về sau hen. Lần sau em sẽ ngồi với đại ca lâu hơn. Còn mụ vợ em đang réo ầm ĩ, em xin phép. Thôi, chúng em xin phép đại ca nha. Thế về hết à? Vẫn còn sớm mà, làm gì mà vội thế? Bà Tám, cho chai nữa đi. Nhanh cái chân lên nào. Hôm nay mọi người cứ làm sao thế này không biết, bực hết cả mình à. Thôi, về nhà nghỉ đi chú. Chú say quá rồi đó. Chú nhìn lại mình đi kìa, trông có chán đời hay không? Đó chú xem, lúc có tiền thì anh em ngọt sớt hà, lúc trắng tay có ai ở với mình đâu. Mai này tìm lấy việc gì chân chính đó mà làm, chứ xung quanh toàn người lừa lọc, lợi dụng không hà. Nào, vô, vô. Cạn ly đi anh em. Uống thoải mái, hôm nay anh khao. Phải thế chứ, anh Lộc là lúc nào cũng lọc lá, để các em cùng hưởng mà. Đúng, anh là không bao giờ quên các anh em ở đây đâu. Cạn ly nào. 1, 2, 3, go. Nhất anh nha, quả này đúng là trời thương, trúng đậm. Đúng là lộc thật. Từ nay phải đổi tên thành Lộc Phát, Lộc Đại Gia thôi. Anh đúng là may mắn nhất trong số những người may mắn đấy. Anh xem tất cả bao nhiêu người ở đây, có ai được cái may như anh đâu. Quả là trời thương, nhưng người ta còn ăn nhau ở chỗ biết tính toán nữa. Đâu thể cứ nói một từ may là được. Tao á, tao thấy cái xe bị tai nạn biển số 61, tao đánh luôn. Thế là... chứ giờ chỉ biết ngồi đợi may mắn thì đến bao giờ, phải không nào? phải quá đi chứ. Vô nào anh em, chúc mừng. Phải uống cho thật đã, không sai không về. Nâng cốc đi nào anh em ơi. Đó là tôi nghĩ thương cho chú như con cháu trong nhà, cho nên mới nói như vậy. Còn khoản nợ từ mấy hôm nay, thôi thì tôi sẽ cứ để thư thư cho chú vậy. Trời ơi, sao mình lại ra nông nổi thế này chứ? Tại sao chứ? Em nói cho anh biết, rồi có ngày anh ra đê mà ở đấy. Ai sách báo cũ đi. Ai sách báo cũ đi. Suốt ngày cứ cắm cổ vào sách với chả báo. Chú nhìn chữ thế mà không thấy chóng mặt à? Anh đây chỉ nhìn chú đọc thôi mà đã đủ đau đầu rồi đây nè. Cắm mặt vào báo như thế thì làm sao mà giàu được. Tốt nhất là chú nên dẹp hết chỗ này đi, chỉ toàn là rác rưởi mà thôi. Muốn làm giàu thì phải nghe lời anh. Anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, cứ lóc cóc mấy cái đồng lương công chức thì bao giờ mới khấm khá lên được. Đã thế đi làm về đã cứ chui rút vào cái đống sách báo này, tìm tòi với chả nghiên cứu, trông hãm lắm. Theo anh mà học làm ăn mới mong có ngày khá lên được. Anh chỉ làm muốn tốt cho chú, còn chú thì cứ cáo kỉnh với anh. Thật chả ra làm sao hết. Nè, vào đây. Tôi bán chỗ này. Đấy, phải phân loại ra rồi cân lên chứ, đừng có mà cân điêu đấy. Dạ vâng. Anh mới là người cần phải xem xét lại bản thân đấy. Anh làm ăn kiểu gì, chứ làm ăn đề đớm như anh thì em không học đâu. Rồi có ngày ra đê mà ở đấy. Đã không làm được gì tốt thì đừng có ngăn cản người khác làm điều đúng đắn. Em thật sự chả hiểu sao anh lại đi khuyên em đề đớm bể rạc như anh được. Hóa ra chú ấy nói phải hết. Anh còn lấy làm tự hào lắm à. Đồng tiền muốn có là phải bỏ công sức lao động ra, chứ như anh. Nhưng làm ăn cái kiểu ấy em không thích. Anh cũng nên bỏ cái thói đệ đớm đi. Mấy cái thói ấy chả bao giờ có cái kết tử tế đâu. Đừng tưởng giờ có một chút mà hên hoang được. Cứ giỏi chê người xong, giờ mình thì chả có hơn ai. Tưởng rằng đổi đời, ai ngờ.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.